Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 291. Chương 2901. Thần Tước Đại Nhân. Tần Tang nói rõ lợi hại. Thái Ất tự nhiên không có ý kiến gì. Ngược lại càng thêm an tâm. Sứ quân đại nhân càng cẩn thận, chứng tỏ càng có tâm. Sau đó, Tần Tang đọc qua một lần điển tịch Thái Ất sưu tập được. Rất đáng tiếc, trong này không ghi chép liên quan tới pháp hiệu và thân phận chủ nhân lôi đàn, chỉ biết người này xuất thân từ Bồng Lai Đô Thủy Ti, hẳn không phải là sứ quân. Trong điển tịch, Tần Tang còn phát hiện một số chi tiết bị Thái Ất bỏ sót, nên có suy nghĩ mới. Hắn hoài nghi, những lôi đàn này khả năng không phải lục đàn hắn dự đoán, có tác dụng đến mức nào còn chưa biết được. Mấu chốt vẫn là ở chủ đàn, hy vọng chủ đàn vẫn còn bảo tồn. Lúc này, bọn tiểu ngũ cũng chạy tới, được Thái Ất sắp xếp trong phòng, dùng linh quả trên núi, bách hoa tiểu tự nhưỡng và mứt chiêu đãi. Thái Ất tiềm tu trong núi, rảnh rỗi nên chế biến những thứ này, tay nghề không tệ, bọn tiểu ngũ ăn quên cả trời đất. Trong tĩnh thất, Tần Tang và Thái Ất khoanh chân ngồi đối diện. Thái Ất được Tần Tang yêu cầu trình bày lĩnh ngộ của lão về Thái Ất Lôi Toàn Phù. Tần Tang trước đó chọn lựa ra, chuẩn bị tu luyện linh phù trong đó, Thái Ất Lôi Toàn Phù và Thái Ất Lôi Cương Phù lại không xuất hiện, khẳng định phải tìm hiểu thấu đáo mới dám động thủ. Bản thể Thái Ất chính là Thái Ất Lôi Toàn Phù, thế gian không có ai hiểu rõ phù này hơn lão. Giải rác vài câu, trực chỉ điểm mấu chốt. Thái Ất vẫn tưởng vị sứ quân đại nhân Tần Tang này là đại năng hợp thể kỳ, căn bản không ngờ sứ quân đại nhân trước đó chưa hề tu tập qua phù này. Chỉ tưởng Tần Tang đang mượn miệng của lão, phân ra khác biệt giữa lão và Thái Ất Lôi Toàn Phù phổ thông, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lấy tu vi Tần Tang, trong khoảng thời gian ngắn đã hiểu sâu về Thái Ất Lôi Toàn Phù, coi đây là cơ sở, lại đi lĩnh hội Thái Ất Lôi Cương Phù. Thái Ất kể rõ xong, lặng lặng chờ đợi Tần Tang phân phó. Lúc này, hai đạo phù hình linh phù hiển hiện trong đầu Tần Tang, từng lần một chia tách, sau đó gây dựng lại. Trên thực tế, Thái Ất xác thực không thể nhập là một với Thái Ất Lôi Toàn Phù phổ thông. Làm sao trọng vẽ phù hình, không hao hết linh tính, ngược lại khiến cho thoát thai hoán cốt, vẹn vẹn tìm hiểu thấu đáo hai đạo phù là không đủ. Vẽ bùa bút pháp, vận khí trương pháp đều phải cẩn thận phỏng đoán, là khảo nghiệm cực lớn với Tần Tang. Không lâu sau, Tần Tang dừng thôi diễn, nói với Thái Ất, về sau ngươi đi theo bên cạnh ta đi. Quá trình suy diễn, không thể rời Thái Ất toàn lực phối hợp, Tần Tang chuẩn bị mang Thái Ất đi, nhìn biểu hiện lão trước đó hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thái Ất đầu tiên là đại hỉ, tiếp theo lại nhớ ra cái gì đó, hiện lên vẻ chần chừ. Người có tâm nguyện gì chưa làm, Tần Tang xem thấu tâm tư lão. Khởi bẩm sứ quân đại nhân, vãn bối vô thân vô cố, vốn không có lưu luyến gì, nhưng ta một mực tu hành ở nơi này, nhiều năm qua từng được một số đạo hữu như Tô Hiên chủ trợ giúp, gặp phải yêu ma tập kích quanh mình, cũng sẽ xuất thủ tương trợ bọn hắn trảm yêu trừ ma. Nói ra thật xấu hổ, đám Tô Hiên chủ xem vãn bối là cao nhân chính đạo ẩn thế. Ngày nay yêu ma hung hăng ngang ngược, nghe nói phía Tây đại yêu nhiều lần xuất hiện, chỉ sợ sau khi vãn bối đi, yêu ma làm loạn, bọn Tô Hiên chủ một cây không chống vững nhà. Còn có sơn dân xung quanh. Thái Ất nói xong, ánh mắt xuyên thấu động phủ, đảo qua dãy núi, lộ ra một tia buồn vô cớ. Nơi này cũng có sơn dân sinh hoạt. Thái Ất thức tỉnh, tu hành ở đây, có cảm tình sâu đậm với địa phương này. Đối với nơi này sinh hoạt cũng yêu ai yêu cả đường đi. Tần Tang đã sớm đoán trước, lập tức ra lệnh Lạc Hầu và Chu Tước tiến đến, để bọn chúng theo ngươi xuống núi, thanh lý hết đại yêu ma phụ cận, đủ chấn nhiếp đạo trích, bảo đảm chí ít an bình trăm năm. Chỉ cần đại loạn không sinh, sơn thần thổ địa đủ để chiếu khán sơn dân nơi này rồi. Đi thôi. Dứt lời, Tần Tang giao thổ hành thuyền cho Lạc Hầu, phất phất tay. Lạc Hầu đối với Tần Tang nói gì nghe nấy, Chu Tước khó có được cơ hội, vui mừng hớn hở đi theo. Tam yêu bay ra ngoài núi, đa tạ hai vị yêu tướng đại nhân trượng nghĩa tương trợ.
Thái Ất biết yêu tướng dưới trướng sứ quân đại nhân cũng không phải bình thường, tất cung tất kính. Chu Tước quay đầu quan sát, xác định đã rời xa Tần Tang, lập tức bắt đầu vênh váo tự đắc, cả giận nói, phi, ai là yêu tướng? Ta chính là thượng cổ thần thú Chu Tước, họ Tần kia. Thanh Phong lão đạo còn phải nhiều lần dựa vào bản Chu Tước cứu mạng. Bản Chu Tước thấy hắn có chút tiềm lực, ban thưởng hắn tư cách cung cấp nuôi dưỡng bản Chu Tước, tiểu tử ngươi dám can đảm đảo ngược thiên cương. Thái Ất trợn tròn mắt, vạn lần không ngờ có người dám bất kính với sứ quân đại nhân như thế, cũng không biết Chu Tước nói thật hay giả, chỉ có thể khúm núm. Uy, Chu Tước duỗi cánh ra, tùy tiện vỗ vỗ vai Thái Ất, nghe nói ngươi là phù yêu. Bản Chu Tước chưa hề gặp linh phù thành yêu đấy, nhanh biến trở về bản thể cho bản Chu Tước xem. Nói xong, Chu Tước duỗi miệng muốn mổ trán Thái Ất, trong miệng ẩn hiện xích hỏa, muốn ép Thái Ất hiện ra nguyên hình. Thái Ất quá sợ hãi, khí tức đầu Chu Tước này rõ ràng tương tự lão, lại từ trên thân Chu Tước cảm nhận được uy hiếp to lớn. May mắn Lạc Hầu giải vây cho lão, nói một chút đi, phụ cận có bao nhiêu đại yêu, chớ để lão ra chờ đợi quá lâu. Thái Ất có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, uống quyết trốn qua một bên Lạc Hầu, rời xa đầu Chu Tước vô pháp vô thiên kia. Tại hạ không hiểu nhiều về thế tục, chúng ta đi Khống Hạc Hiên trước, bái phòng Tô Hiên chủ, thuận tiện tập kết chính đạo, nhất cử phá hủy ma xào. Trong khi nói chuyện, bọn họ bay về hướng bắc, đến Khống Hạc Hiên, Tô Hiên chủ nghênh đón cả bọn vào tông môn, đang kỳ quái Thái Ất nhanh như vậy đã đến. Chỉ nghe Thái Ất giới thiệu, vị này là Lạc đạo hữu, chính là cường giả hóa thần kỳ. Cái gì? Tô Hiên chủ vừa muốn ngồi xuống, bỗng nhiên đứng lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tọa kỵ của đạo sĩ chính là một vị cường giả hóa thần kỳ, bản thân đạo sĩ sẽ có tu vi gì? Vẫn còn ta, vẫn còn ta. Chu Tước nhảy đến trên vai Thái Ất, chờ mong Thái Ất giới thiệu bản thân, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Hiên chủ, muốn nhìn biểu tình khiếp sợ của gã. Thái Ất một mặt khó xử, lão biết không được ở trước mặt người ngoài lộ ra thân phận Chu Tước, đành phải nói, vị này là thần tước đại nhân. Chẳng lẽ cũng là một vị cường giả hóa thần kỳ? Không đúng, Thái Ất xưng hô với nó càng thêm cung kính. Tô Hiên chủ ngơ ngác nhìn Chu Tước, đầu óc có chút mơ hồ, thực sự không cách nào tưởng tượng. Chu Tước hài lòng, dương dương đắc ý huýt sáo. Thanh Phong đạo trưởng Vân Du Tứ Phương, Du Hí Hồng Trần, không muốn bị thế nhân biết được thân phận, Tô Hiên chủ hãy ghi nhớ. Thái Ất nhắc nhở, Tô Mỗ minh bạch, minh bạch, nhất định thủ khẩu như bình. Tô Hiên chủ rốt cuộc tỉnh táo lại, liên tục gật đầu, chẳng biết chư vị hôm nay đăng môn là. Lão Hủ sắp đi theo Thanh Phong đạo trưởng, rời khỏi nơi này. Thái Ất nói, cái gì, đạo hữu phải đi. Tô Hiên chủ giật mình, yêu ma tới gần Độ Chi Quốc, nhưng Tô Hiên chủ chưa từng cảm thấy lo lắng, chính vì có vị đại cao thủ Thái Ất này. Không sai, Tô Hiên chủ đừng vội, lão hủ đã xin Thanh Phong đạo trưởng, trước khi đi, sẽ giúp đỡ bọn ngươi trảm yêu trừ ma. Thanh Phong đạo trưởng cũng đã đồng ý, đồng thời phái Lạc đạo hữu và thần tước đại nhân đến đây tương trợ. Việc này không nên chậm trễ. Tô Hiên chủ nhanh chóng liên lạc các đạo hữu khác, tra ra vị trí ma xào. Chương 2902, trừ ma. Lúc trước Thái Ất lo lắng bại lộ thân phận nên không muốn xuất thủ, ngày nay đi theo Tần Tang, không có lo lắng này. Tô Hiên chủ không hổ là chủ một tông, nhanh chóng tỉnh táo lại, quả quyết nói, ba vị đợi chút, Tô Mỗ liền đưa tin cho các đạo hữu khác. Hợp lực thảo phạt yêu ma. Về phần vị trí của bọn chúng ta sớm đã phái mật thám ra điều tra. Nói xong, Tô Hiên chủ muốn ra ngoài truyền tin. Đối với chuyện có thể trảm yêu trừ ma hay không, gã không lo lắng chút nào. Bao năm qua, yêu ma làm loạn, tu vi cao nhất không đến hóa thần kỳ. Có lẽ cường giả hóa thần ở chỗ sâu trong mộ lạc sơn chướng mắt, không muốn xuống núi. Một mình Lạc Hầu đã đủ quét ngang đám yêu ma. Chờ chút. Lạc Hầu gọi gã lại. Không thể để cho lão gia chờ chúng ta quá lâu. Lần này chỉ gọi cao thủ tới. Chu sát đại yêu ma. Còn tiểu yêu,
các ngươi tự thanh lý. Tuân mệnh. Tô Hiền chủ lĩnh mệnh rời đi, truyền tin bát phương. Đám người thương nghị với nhau, liền rời khỏi, bay về phía tây. Trên đường, Tô Hiền chủ giới thiệu thế cục, có ba chỗ lớn, đều là quốc đô một nước. Bị tà tu chiếm cứ, bọn chúng thúc đẩy phàm nhân, phát động chiến tranh, công sát lẫn nhau, dù cho hai bên không thù không oán, mục đích là vì để phàm nhân tự giết lẫn nhau. Phụ trợ bọn chúng tu luyện tà pháp, ta đã đích thân đi tới chiến trường, thây nằm thành núi, máu chảy thành sông, chúng dùng huyết nhục đúc đài, vô cùng thê thảm. Tô Hiền chủ thở dài một tiếng, chỗ thứ ba cách chúng ta xa nhất, tên là Trác Quang Quốc, hiện tại đổi tên thành Vạn Linh Quốc, ta nghĩ nên gọi là Vạn Yêu Quốc thì thích hợp hơn. Những yêu ma kia chiếm đoạt triều đình, nô dịch phàm nhân, lấy người làm thức ăn, động một tí ăn sạch một thành, sinh linh đổ thán. Gã nói đến lòng đầy căm phẫn, bỗng nhiên nhớ tới, bên cạnh có ba con yêu, không khỏi cứng đờ. May mà ba yêu không có biểu thị gì. Lạc Hầu lên tiếng hỏi thực lực của hai bên, trầm ngâm nói, ba chỗ sẽ có liên lạc với nhau, chúng ta tiến công một chỗ. Hai chỗ khác sẽ được cảnh cáo, bỏ thành mà chạy, khó mà hốt gọn một mẻ, không có tác dụng chấn nhiếp. Nàng từng là yêu hầu của Quỷ Phương Quốc, tinh thông bài binh bố trận. So sánh với trận chiến giữa Đạo Đình và Quỷ Phương Quốc, hiện tại chỉ là tràng diện nhỏ, rất nhanh đã lập ra kế hoạch. Tô Đạo Hữu, Thái Ất Đạo Hữu, hai người lĩnh đội, chia ra tập kích Đường Đình Quốc và Miêu Quốc. Không nên tham công liều lĩnh, không cầu chém giết, vây khốn làm chủ, chớ để ai chạy thoát, chờ ta và Thần Tước Đại Nhân diệt trừ Vạn Linh Quốc, sẽ đến giúp đỡ các ngươi. Ước định địa điểm xong, đã có người đến sớm. Đằng sau có người lượt lại chạy đến, đều là cường giả của các nước lân cận, hoặc chúa tể một phương. Lạc Hầu sớm đã hiển hóa ra hình người, thể hiện ra thực lực trước mặt mọi người, những người này đều không dị nghị. Binh quý thần tốc, lúc này chia ra ba đường, lao thẳng tới ba chỗ lớn. Bên ngoài kinh thành Vạn Linh Quốc, Lạc Hầu đứng trên một ngọn núi, Chu Tước đậu trên đầu vai của nàng, phía sau có một nhóm tu sĩ nhân tộc. Đám người quan sát đô thành, yêu khí trùng thiên, đủ loại yêu thú đang tuần tra trên tường thành. Một đám ô hợp. Trong mắt Lạc Hầu lóe lên vẻ khinh miệt, những yêu binh này huấn luyện sơ sài, tuần tra cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Yêu tính chưa tiêu, so sánh với yêu binh của Quỷ Phương Quốc, quả thực cách xa một trời một vực. Yêu tu trong thành, chỉ vì mê quyền chức, chưa từng nghĩ tới chuyện quản lý tốt nơi này. Thành trì rách nát không chịu nổi, phàm nhân sắp bị ăn sạch. Những chỗ thế này sẽ không có khí tức của thần linh. Ngẩng đầu nhìn một lát, Lạc Hầu khẽ quát một tiếng, động thủ vèo, vèo, vèo. Đám người lao thẳng xuống núi, kình phong gào thét, vang vọng đô thành. Ai? Trong hoàng cung truyền ra tiếng quát to, bắn ra tử kim quang. Bên trong hào quang, có một nam tử cao chín thước, hình dạng anh tuấn, bay lên không trung. Người này đang ôm hai nữ tử thiên kiều. Bá mị ở trong ngực, đầu đội tử kim đế quan, người khoác đế bào. Như vậy đủ biết thân phận, chính là đại yêu mạnh nhất thành, tự xưng yêu đế, có tu vi hóa hình hậu kỳ. Thật can đảm, bản đế không đi tìm các ngươi còn dám chủ động tập kích, vừa vặn bắt hết. Yêu đế cản rỡ cười to, hai tay đè đầu nữ tử trong ngực. Phịch một tiếng, cái đầu nổ tung. Máu tươi hóa thành huyết tiễn, phá không bắn về phía đám người. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức hùng hậu từ trong thành bay lên, có hình người có hình thú. Yêu đế chỉ phía trước, hét lớn, giết cho ta. Giết, yêu ma nhận lấy cái chết. Hai bên hò hét vang vọng đất trời. Chỉ một thoáng, bên trên đô thành, tràn ngập thuật pháp, yêu quang, ngũ quang thập sắc. Yêu đế uy phong lẫm liệt, đứng đó không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn thuộc hạ chém giết địch nhân. Hoàng cung bắn tỏa tử sắc huyền quang, bao phủ nó. Đúng lúc này, yêu đế nhíu mày, trong lòng cảm thấy bất an, thoáng nhìn xuống thành, dưới mặt đất bắn ra một đạo hoàng quang, một chiếc thuyền nhỏ có hai đầu nhọn bay ra, trên thuyền có một nữ tử cường tráng. Không tốt, yêu đế kinh hãi, vậy mà không phát hiện. Nàng này nhất định là cao thủ tuyệt đỉnh. Quyết định thật nhanh, yên đế vứt bỏ thuộc hạ,
quay người chạy đến hoàng cung. Sau lưng vang lên âm thanh kinh đào hải lãng, rầm, rầm. Bên trong hư không, trống rỗng xuất hiện sóng nước màu bạc. Sóng lớn ngập trời, tầng tầng lớp lớp, mang theo lực vạn quân, hung hăng đánh tới tử quang trên hoàng cung. Bên trong sóng nước còn có một sợi dây đỏ bắt mắt, chính là một đạo xích hỏa của Chu Tước đánh ra, ầm. Trong khoảnh khắc, thủy hỏa khuấy động, không trung tràn ngập hào quang, xích hồng và ngân bạch, đơn giản che ép tử quang. Ầm, ầm, ầm. Hoàng cung rung mạnh, Lạc Hầu và Chu Tước ngồi trên thổ hành thuyền, phá tan tử sắc huyền quang. Yêu đế không nghĩ tới hoàng cung yếu ớt như thế, hoảng sợ vạn phần, thân ảnh nhoáng lên, biến thành một con thần điêu màu tử kim, rít lên một tiếng đủ để xé nát màng nhĩ, hai cánh dùng sức vỗ. Vừa vặn công kích tới nhanh hơn nó, sóng nước thay nhau nổi lên, ngưng kết ra một bàn tay lớn màu trắng, nhắm ngay tử kim thần điêu, hung hăng vỗ xuống. Tử kim thần điêu rơi xuống như bị núi đè. Chu Tước nhân lúc cháy nhà đi hôi của, hóa thành một đạo xích quang, bắn về phía cái ót của tử kim thần điêu. Lạc Hầu liên thủ với Chu Tước, yêu đế thần thông lại lớn hơn nữa, vẫn lạc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, trong hoàng cung có yêu tu chạy tứ tán. Lạc Hầu hừ lạnh một tiếng, sóng nước phân hóa ra, liên tục đánh tới, kiến trúc liên tiếp sụp đổ. Không ngờ, sóng nước sắp chấn áp một con yêu thú trong đó, lại bỗng nhiên ngừng kết. Con yêu thú kia là một con yêu mã màu đen, trên lưng có đường vân, vốn đã tuyệt vọng, chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện chuyển cơ, ngây ngốc một lát, trốn bán sống bán chết. Hừng, Chu Tước quay đầu nhìn sang, Lạc Hầu nhìn con yêu thú kia, do dự nói, trên, người nó có huyết mạch quỷ vân câu. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2903, Đoạt Xá. Quỷ Vân Mã là loại gì? Chu Tước lần đầu nghe nói loại yêu thú này, nhớ tới thân Lạc Hầu vẫn là tinh phách, bừng tỉnh đại ngộ, người muốn đoạt xá. Lạc Hầu năm đó bị Tần Tang đánh cho tàn phế. Một mực không tìm được thân thể thích hợp, chính nàng cũng không chấp nhận, kéo dài tới hiện tại. Lạc Hầu từ chối cho ý kiến, đáp, huyết mạch quỷ vân mã, nhất định có chỗ phù hợp với bản tộc ta. Nếu nàng muốn đoạt xá, không cần quá nghiêm khắc với ảnh mã nhất tộc, cũng có thể lựa chọn huyết mạch tương cận làm nhục thân. Lạc Hầu có nhiều chủng để chọn, quỷ vân mã là thứ nhất. Lạc Hầu hơi chần chừ. Thứ nhất là vì huyết mạch quỷ vân mã này có vẻ hơi mỏng manh. Thứ hai, quỷ vân mã cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, chỉ có thể coi là trung hạ. Những yêu tộc có thể được Lạc Hầu chọn chúng, kể cả quỷ vân mã, đều là loại vô cùng hiếm thấy. Lâu như vậy mới nhìn thấy một con quỷ vân mã. Chỗ sâu mộ Lạc Sơn Mạch có lẽ có lựa chọn tốt hơn. Nàng là bên thua, có thể giữ được tính mạng. Trở thành linh thú thủ sơn đã là may mắn. Nào dám yêu cầu lão gia đi một chuyến, tìm kiếm nhục thân cho mình. Mà thế cuộc mộ Lạc Sơn phức tạp, không thiếu cường giả hóa thần kỳ, nguy cơ tứ phía. Nàng chỉ còn lại tinh phách, thực lực bị hao tổn, đối phó yêu tu tử kim thần điêu dư xài. Đối mặt cường giả hóa thần kỳ lại có chút thua chị kém em, không dám một mình xông vào mộ Lạc Sơn. Không ngờ gặp được một con quỷ vân mã, xem như một trận cơ duyên không lớn không nhỏ. Đoạt xá quỷ vân mã, mặc dù không phù hợp bằng mấy loại yêu tộc khác, cũng có hy vọng khôi phục toàn thịnh, nhưng phải tốn thêm tinh lực. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau chẳng biết phải chờ bao lâu, chậm chạp không có nhục thân, ảnh hưởng đến tu hành không thể bỏ qua. Đoạt xá càng sớm càng tốt. Vậy còn chờ gì? Đi đi! Chu Tước liên tục thúc giục, kêu gào nói, ta đối phó gia hỏa này, dám tự xưng yêu đế trước mặt bản Chu Tước. Để nó biết rõ bản Chu Tước lợi hại. Chu Tước ma quyền sát trường, ngữ khí càn rỡ. Lạc Hầu lại không động, do dự nói, thế nhưng lão gia ngài ấy, ngươi lo lắng cái này làm gì? Họ Tần còn có thể ngăn trở ngươi đoạt xá. Hắn mang ngươi xuống núi không phải là vì giúp ngươi khôi phục thực lực, bằng không sao không để đầu hổ lì kia đi. Chu Tước khá thông minh,
Nhãn Châu xoay động, đoán được Lạc Hầu lo lắng, đột nhiên cười lớn khằng khặc. Cạc cạc, ngươi thật không tin. Hắn luôn mồm không giết, chẳng lẽ không phải vì giúp Tiểu Ngũ làm hao mòn ma ý, tới thời điểm cũng không dặn chúng ta thủ hạ lưu tình. Ngươi tưởng họ Tần biến thành nho hù lậu à? Hay nghĩ lão gia ngươi là đại thiện nhân rồi? Cạc 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 cạc. Chu Tước giống như là nghe được chuyện cười lớn, phình bụng cười to. Nó đi theo Tần Tang du lịch, học được không ít từ mới lạ, tỉ như nho hù lậu. Tiếng cười truyền vào trong tai Tử Kim Thần Điêu, khiến nó không khỏi lên cơn giận dữ. Đối phương đuổi giết nó, còn dám phân tâm trò chuyện, lại còn cuồng tiếu, có thể xưng vô cùng nhục nhã. Lạc Hầu vẫn do dự, Tần Tang xuống núi đến nay, một đường trảm yêu trừ ma, giết đến máu chảy thành sông. Đoạt xá người khác không thể nghi ngờ là hành vi ma đầu, dù đầu quỷ Vân Mã kia khẳng định đã tàn sát rất nhiều phàm nhân. Nàng cũng không phải là Chu Tước, có tư cách là thị sủng, dám xem lời Tần Tang như gió thoảng bên tai. Này, không ngờ lá gan ngươi nhỏ như vậy, có thể làm hay không? Hỏi một chút họ Tần chẳng phải sẽ biết. Ngươi nhanh đi bắt quỷ Mã kia, đừng để nó chạy thoát. Chu Tước vỗ cánh, ngưng tụ một cây hỏa diễm trường linh, hóa thành xích sắc lưu quang, phá không đi. Lạc Hầu lưu Tử Kim Thần Điêu cho Chu Tước, thả người nhảy lên, nhào về phía đầu quỷ Vân Mã kia. Chu Tước run cánh, thấy Tử Kim Thần Điêu nổi giận, phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị. Ngươi vong vậy. Chu Tước học được từ thế gian từ mới văn nhã, hét lớn một tiếng, toàn thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, nhào về phía Tử Kim Thần Điêu, cuồng vọng. Ngoài miệng Tử Kim Thần Điêu không chút yếu thế, không quay đầu lại, nhưng vẫn bị Chu Tước đơn giản chọc giận, vừa mới giao thủ đã phát giác không thích hợp. Chu Tước có vẻ như chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ, tương đương với nó, nhưng tuyệt không phải yêu thú phổ thông. Huống hồ yêu đế vừa rồi bị một kích của Lạc Hầu, đã thụ thương, rất nhanh rơi vào hạ phong, bị liệt hỏa phô thiên cái địa nuốt hết. Hoàng cung bị phá, yêu đế ốc còn không mang nổi mình ốc. Những yêu thú khác làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, căn bản tổ chức không dậy nổi thế công, liên tục bại lui, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Lạc Hầu bắt giữ quỷ Vân Mã, thân như quỷ mị, thanh lý chiến trường, một đám yêu ma chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Trên không đô thành biến thành chiến trường của Chu Tước và yêu đế, ai cũng không cho phép nhúng tay. Trong liệt hỏa truyền ra tiếng giống của Chu Tước, nó thật vất vả có cơ hội xuất thủ, phải chơi thật tốt. Lạc tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Một tu sĩ tiến lên hỏi. Lạc Hầu ngưng mắt nhìn một lát, xác định Tử Kim Thần Điêu không có khả năng chạy thoát, nói, để Thần Tước đại nhân chơi đi, chúng ta đi tiếp viện nơi khác. Chơi! Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, đối mặt đại yêu hóa hình hậu kỳ, cũng chỉ là đang chơi, đơn giản không thể tưởng tượng. Tiếp viện vừa đến, hai nơi chiến trường khác bị bẻ gãy nghiền nát. Ba khu ma xào, trong vòng một đêm bị phá hủy. Sau cùng đám người trùng trùng điệp điệp tiến đến Vạn Linh Quốc, đại chiến còn chưa kết thúc, nhưng Tử Kim Thần Điêu đã nỏ mạnh hết đà. Ầm, một đạo xích hỏa ầm vang đánh xuống mặt. Đất như thiên thạch, phá hủy nửa tòa hoàng cung, kinh thiên động địa. Đợi ánh lửa tán đi, mọi người thấy, một con Chu Tước nho nhỏ dẫm một chân lên đầu Tử Kim Thần Điêu to lớn. Chu Tước sửa sang lông vũ trên người, khinh thường quần hùng. Trong một mảnh âm thanh lấy lòng, cái đầu nhỏ ngang ngược của nó càng ngày càng cao, mỏ muốn đâm lên bầu trời. Đám Tô Hiền chủ thu thập tàn cuộc, tam yêu hoàn thành nhiệm vụ, xong chuyện phủi áo rời đi. Chu Tước gọi lại Lạc Hầu, run lên một cây hỏa linh, lão gia nhà ngươi đã đồng ý, còn không nhanh đoạt xá, chờ cái gì nữa? Làm phiền nhị vị đạo hữu hộ pháp giúp ta. Lạc Hầu cũng không kiểm tra hỏa linh là thật hay giả, quyết định thật nhanh, mang theo quỷ Vân Mã rơi xuống một chỗ đỉnh núi. Chu Tước và Thái Ất một trái một phải hộ pháp cho nàng. Giữa trưa hôm sau, tam yêu trở về động phủ Thái Ất. Tần Tang đang lĩnh hội Thái Ất lôi cương phủ, nhìn thấy Lạc Hầu, có chút ngạc nhiên, người đã tìm ra nhục thân rồi. Bần đạo vốn muốn tiện đường đi mộ Lạc Sơn một chuyến, ngược lại đỡ phải phiền toái. Nhưng đan dược này, ngươi cầm lấy đi, mau chóng thích ứng bộ thân thể này,
khôi phục thực lực, hắn ném ra một bình ngọc. Trong bình ngọc đặt 3 viên linh đan, phi thường chân quý, chính là di vật của yêu vương, đặc biệt là đan dược yêu tu luyện chế, rất có ích lợi với Lạc Hầu. Lạc Hầu giờ mới hiểu ra, Tần Tang vẫn nhớ chuyện của nàng, lúc này quỳ xuống đất dập đầu, cảm kích nói, tạ lão gia ban thưởng đan. Hì hì, ta nói hắn không có khả năng không đáp ứng, ngươi không cần phải xin chỉ thị. Chu Tước nhảy lên vai Lạc Hầu, dương dương đắc ý. Xin chỉ thị. Tần Tang nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước đột nhiên che miệng, con mắt chuyển động, quay đầu phóng ra cửa, lại bị một luồng cự lực hung hăng túm trở về, lập tức hét ầm lên. Chương 2904, Đạo. Lạc Hầu cần chuyên tâm rèn luyện thân thể, không tiện làm tọa kỵ, về sau ngươi làm thay đi. Tần Tang mắt điếc tai ngơ, không quan tâm Chu Tước thét chói tai, nâng tay lên điểm một chỉ, ánh lửa trên thân Chu Tước tăng vọt. Lão gia, Lạc Hầu há miệng, bị Tần Tang nhìn qua, câm như hến. Không lâu lắm, trong núi bay ra một con đại điểu màu đỏ, lưng cõng đám người bay về phía chân trời, lưu lại tiếng kêu thảm thiết, tan nát cõi lòng. À, ta đường đường Chu Tước, hỏa vực, đạo tràng. Tần Tang bản tôn thức tỉnh, bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm nói, sắp đến thời gian ước định với thành chủ Vân Đỉnh Thành. Hiện nay, khôi phục căn cơ đã không còn là vấn đề, Tần Tang muốn cân nhắc chuyện tu hành. Lĩnh hội sát đạo, không vội được. Tìm đạo, trọng yếu nhất chính là minh ngộ và lý giải đại đạo, một khi đốn ngộ thì tâm cảnh thuế biến. Bản tôn rời núi, cũng không thể làm tốt hơn hóa thân. Giao cho hóa thân, để hóa thân tiếp tục du lịch hồng trần, từ đó tìm kiếm thời cơ là lựa chọn tốt nhất. Tần Tang bản tôn cần làm là mau chóng có được thực lực của tu sĩ. Luyện hư. Trước khi luyện hư, thần thông, bảo vật, uy lực hơi không đủ. Nhất là uy lực tuyệt luân của Tam Đại Phật Ấn, có thể nói là thủ đoạn trọng yếu nhất của hắn. Dù cho đột phá luyện hư, chịu tu vi lực đạo không đủ, hạn chế rất lớn. Lĩnh hội lôi pháp, thời gian ngắn khó mà lấy được thành tựu siêu phàm, trừ phi lôi đàn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Hắn có hai lựa chọn, một là mau chóng tăng tu vi lực đạo lên, thiên yêu biến đột phá tầng thứ 6. Hai là lĩnh hội thất túc phân giã kiếm trận, dựa vào nguyên thần dưỡng kiếm chương cùng kiếm quang của Thiên Việt Thượng Nhân, thôi diễn ra kiếm vực. Dù chỉ là thu hoạch được một tia thần vận của kiếm vực, lúc đấu pháp với tu sĩ luyện hư, cũng có thể chiếm hết tiện nghi. Bên trên kiếm đạo lấy được đột phá, không thể nghi ngờ là thực lực bay vọt, nhưng độ khó rất lớn. Hơn 300 năm, Tần Tang thường tìm tòi, nên ra tay từ chỗ nào. Dần dần, Tần Tang có một ít đầu mối, làm ra quy hoạch, bất quá còn chưa tiến hành nghiệm chứng. Năm đó, lời nói của Thiên Việt Thượng Nhân cũng là chỉ điểm hắn. Lấy kiếm trận diễn hóa ra Chu Thiên Tinh Thần, Tần Tang biết độ khó lớn đến mức nào, tạm thời không dám có dã tâm lớn như thế. Tự sáng tạo Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận, nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Hắn chuẩn bị mô phỏng thất túc phân giã kiếm trận, từng bước cấu trúc Nam thất túc, Đông thất túc và Bắc thất túc. Tứ tượng đều đủ, thành tựu tứ tượng kiếm trận. Như thế, kiếm trận có thể xưng tiểu thành, lại thôi diễn nhật nguyệt cửu diệu, tử vi viên, thái vi viên và thiên thị viên, Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận sẽ đại thành. Đây là một kế hoạch to lớn, Tần Tang cũng không dám xác định cần mất bao lâu. Trong đầu Tần Tang hiện lên một vài hình tượng, là những thứ mà hắn mắt thấy tai nghe tại thần đỉnh. Lúc hắn bị yêu vương truy sát, ghi lại hình tượng của khu vực Tây Bạch Hồ. Cùng với lúc hắn được lôi tổ gia trì, trường khống thiên địa, dẫm thần đỉnh dưới chân. Giờ khắc này, hắn nhớ lại cả thần đỉnh, tinh vực tứ phương, tam viên, tứ tượng nhị thập bát tú. Lúc ấy ý thức của hắn mơ hồ, sau lại luân phiên đại chiến, tinh thần không cách nào thả lỏng, hình ảnh rất nhạt. Tần Tang không biết cuối cùng có bao nhiêu thu hoạch, nhưng nếu có thể từ đó lĩnh ngộ ra cái gì, mô phỏng theo thần đỉnh, cấu trúc kiếm trận, nhất định làm ít công to. So với trực tiếp quan sát Chu Thiên Tinh Thần, hư vô mờ mịt, không thể nghi ngờ là đường tắt. Nếu thiên yêu luyện hình có thể đột phá,
sẽ gia tăng uy lực cho Tam Đại Phật Ấn. Tần Tang động ngón tay gõ nhẹ đầu gối. Hắn sớm đã yêu cầu thành chủ Vân Đỉnh Thành giúp hắn sưu tập kịch độc, sắp đến thời điểm ước định. Độc thần điển chỉ là thứ yếu, Tần Tang thầm nghĩ, hắn hiện tại cần lấy việc lĩnh hội pháp tướng làm chủ, lĩnh ngộ càng sâu, thời gian tới đến bình cảnh, có thể nước chảy thành sông mà đột phá. Đại đạo có khác, cũng có chỗ tương đồng, hắn đã là tu sĩ luyện hư, dựa vào những lý giải về thiên nhân hợp nhất, cũng có chỗ tốt khi lĩnh hội pháp tướng. Vù, động phủ nổi lên cuồng phong, pháp tướng bị Tần Tang triệu hoán ra. Tần Tang ngẩng đầu, nhìn qua pháp tướng Thanh Loan, tinh tế cảm ứng. Trước đó, nhờ Tả chân nhân chỉ điểm, biết được nội cảnh và ngoại cảnh, bắt đầu lý giải vẫn còn rất mơ hồ. Ngày nay, Tần Tang hiểu rõ mấy phần chân ý. Pháp tu luyện hư kỳ, thao túng thiên địa nguyên khí, quan trọng ở hai chữ trường khống. Mà thể tu, từ nội cảnh chuyển biến ra ngoại cảnh, đồng dạng là thiên nhân hợp nhất, nhưng lại truy cầu đặt thiên địa vào bản thân, lấy mình làm chủ. Phảng phất là đang thu nạp lực lượng của thiên địa, bổ ích bản thân, thành tựu thiên địa trong bản thân, như thế trái lại ảnh hưởng thiên địa. Như vậy dương thần đâu? Chẳng lẽ lấy thiên địa làm rễ, thần hồn chủ động dung nhập thiên địa? Con đường này, lựa chọn cực đoan nhất, chẳng lẽ là từ bỏ bản thân, gửi bản thân ở thiên địa? Hoặc cắm rễ với sơn thủy, dựa vào hương hỏa cung phụng, tựa hồ cũng giống nhau đến mấy phần. Tần Tang lóe lên ý nghĩ này, liên tưởng đến thần đình, tên dương thần kia tập kích bản thân, thân ảnh giống như quỷ mị, hoàn toàn nhìn không ra đối phương đi tới trước mặt mình bằng cách nào. Ba loại đạo này, phải chăng đại biểu cho ba con đường trung cực, sau đó lại sinh ra phân hóa khác, diễn sinh ra đủ loại đại đạo. Tần Tang không ngừng suy nghĩ tìm tòi kết quả. Hắn biết, kiến thức của mình còn rất nhiều lỗ hổng, nhưng không sao, tu hành tinh tiến, sẽ dần dần hoàn thiện, minh ngộ chỗ chân chính của đạo. Quá trình này là con đường tìm đạo, là bản thân lột xác cùng thăng hoa. Đạo, đạo, Tần Tang không ngừng lặp lại chữ này. Sự thật chứng minh, cảnh giới càng cao, chữ đạo càng nặng, mà thiên phú ảnh hưởng càng nhỏ. Đến luyện hư kỳ, ai còn quan tâm đến ngươi có phải ngũ linh căn hay không đâu. Đương nhiên, lĩnh hội đại đạo nhanh hay chậm cũng là một loại thiên phú. Có người đốn ngộ trong nháy mắt, có người trôi qua thời gian dài một cách vô ích. Đây chính là ngộ tính. Nhưng ngộ tính cao hay thấp, không thể quyết định toàn bộ, có thể thông qua thủ đoạn đền bù, thu hoạch được gợi ý. Tần Tang ngắm nhìn pháp tướng Thanh Loan. Pháp tướng chính là nội thiên địa, chuyển hóa thành ngoại thiên địa, hiện ra bên ngoài, hắn có lý giải về luyện hư kỳ, có ngộ tính lĩnh hội pháp tướng, thường nhân khó mà so sánh. Tần Tang thầm vận chuyển thiên yêu luyện hình. Mấy ngày sau, cửa đá động phủ mở ra, Tần Tang xuất quan, tinh thần phấn chấn, dặn dò Quế Hầu trông nhà, bay ra đạo tràng. Hắn không nhanh không chậm bay trên trời, vượt qua hỏa vực, đến Vân Đô Sơn, quan sát biến hóa bên dưới. Thoạt nhìn, hơn 200 năm trôi qua, Vân Đô Sơn vẫn không thay đổi, chí ít mặt ngoài rất yên lặng. Dưới sự quản lý của Vân Đô Thiên, Vân Đô Sơn trường trì cửu an, là phúc của tu sĩ. Vân Đỉnh Thành, cách mỗi mấy chục năm, Tần Tang mới tới Tiên Thành một lần, thủ vệ cũng biết hắn. Vào thành, thống lĩnh thủ vệ đích thân dẫn đường, tiến vào tầng cao nhất, thành chủ đích thân đi ra ngoài đón. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2905, Linh Thực. Đạo trưởng, mau mời vào. Thành chủ Vân Đỉnh Thành mang áo gấm, khí độ ung dung, một thân quý khí. Loại quý khí này, có tu vi cường đại để chèo chống, vương công quý tộc phàm nhân cũng không bằng. Tần Tang thăm hỏi số lần không nhiều, nhưng hai người khá quen thuộc. Phân chủ khách ngồi xuống. Không đợi Tần Tang mở miệng, thành chủ Vân Đình Thành vung tay áo bào, trên bàn trống rỗng hiện ra mấy bình ngọc. Bình này là tán hoa thần dịch, còn đây là nhân tủy đan. Vân Đình Thành chủ giới thiệu sơ qua. Trong bình ngọc có linh đan, có linh dịch, đều là vật kịch độc ẩn chứa liệt độc,
đủ để khiến tu sĩ hóa thần nghe đến mà biến sắc. Nhân tủy đan là tại hạ đích thân luyện chế, còn lại đều thu thập từ nơi khác. Đáng tiếc đạo trưởng yêu cầu quá cao, tại hạ dù dốc toàn lực, tạm thời chỉ sưu tập được những thứ này. Vân Đình thành chủ giới thiệu xong dược tính, đẩy độc vật đến trước Tần Tang. Tần Tang nói cám ơn, mở ra cấm chế trên bình ngọc, cảm ứng dược lực. Thấy hắn không có bất kỳ phòng vệ nào, hai mắt Vân Đình thành chủ hơi híp lại. Cho dù đã mất đi độc đan, Tần Tang tích lũy trên độc đạo vẫn thâm hậu. Tần Tang vừa nhìn qua, nhẹ nhàng gật đầu, những độc vật này đều có thể thỏa mãn yêu cầu tu luyện độc thần điển. Vấn đề là số lượng không đủ nhiều, cách yêu cầu của hắn quá xa. Vân Đình thành chủ chính là đan đạo tông sư, nhưng liệt độc bực này cũng không phải muốn luyện chế là có thể luyện chế. Huống hồ Vân Đình thành chủ không có khả năng chỉ phục vụ một mình hắn. Tần Tang thầm than, không khỏi nhớ tới thời gian ở tại cánh đồng hoa, hoa lộ liên tục không ngừng, hạnh phúc bực nào. Lấy thân phận địa vị đạo hữu cũng chỉ có thể đạt được những thứ này sao? Tần Tang nhíu mày, ngoài chúng ra, đạo hữu có sưu tập được đầu mối gì không? Chẳng biết giữa thiên địa này có tuân theo khí thiên địa âm tà, đản sinh tuyệt địa không? Loại địa phương đó có khả năng nhất dựng dục ra vật kịch độc. Vân Đình thành chủ khẽ lắc đầu, Vân Đô Sơn chính là nơi linh tú trong sáng, tà ma bất xâm, từ lâu đã bị cao thủ Vân Đô Thiên trấn áp. Nơi âm tà lớn nhất thuộc về Lạc Hồn Uyên. Bất quá, ha ha, ma đầu hung tàn nhất Mộ Lạc Sơn cũng không dám tự tiện xông vào địa bàn Lạc Hồn Uyên. Còn trong Mộ Lạc Sơn, tại hạ thống ngự một thành, chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ta, cần tận lực phòng ngừa tiếp xúc với bên kia. Thần sắc Tần Tang hơi động, nghe ra trong lời nói này có lưu dư địa, Vân Đình thành nổi danh, tại toàn bộ Vân Đô Sơn và Mộ Lạc Sơn cũng là thánh địa. Đan đạo, chắc hẳn có không ít tu sĩ Mộ Lạc Sơn cải trang cách ăn mặc, đến đây cầu đan, chắc chắn sẽ có một chút phong thanh truyền tới, đạo hữu có thể cáo chi một hai không? Vân Đình thành chủ lộ vẻ chần chừ, nói, xác thực có một ít tin tức thật giả không rõ. Đạo trưởng có biết một người tên Linh Thực không? Linh Thực, bần đạo cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói. Tần Tang lắc đầu. Linh Thực danh xưng đệ nhất độc đạo Mộ Lạc Sơn, một thân độc công xuất thần nhập hóa, giết người trong vô hình. Mà đầu khác gặp phải hắn cũng phải tránh lui trăm dặm, nghe ngóng rồi chuồn. Người này tinh thông độc công, chắc chắn hiểu rõ vô cùng độc vật thế gian. Ta có một viên thạch châu, nghe nói xuất từ tay Linh Thực, cầm châu này tới cửa, có thể mời hắn rời núi giúp một chuyện. Trong khi nói chuyện, Vân Đình thành chủ lấy ra một viên thạch châu màu ngà sữa, thanh tịnh kém xa Ngọc Châu, thoạt nhìn rất phổ thông. Tu vi cao thâm như Tần Tang và Vân Đình thành chủ đều có thể cảm giác được, trong thạch châu ẩn giấu ba động đặc biệt, giống như một loại tiêu ký đặc hữu. Tần Tang cầm lên, cẩn thận hỏi, châu này có từ đâu? Vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ này, khó mà ngược dòng tìm hiểu chủ nhân ban đầu. Vân Đình thành chủ than nhẹ, nghe đồn là người từng có ân huệ với Linh Thực, hoặc người nhân duyên tế hội được hắn thưởng thức mới ban cho thạch châu này. Trước đó tại hạ có nghe thấy về thạch châu, vừa vặn đạo hữu có loại yêu cầu này, nên lưu lại hạt châu này. Ý ở ngoài lời, trực tiếp cầm thạch châu đến cửa là ẩn náu nguy hiểm, chỉ sợ Linh Thực vừa nhìn thấy không phải đích thân chính chủ tới, trở tay thưởng cho một độc trưởng. Tiếp theo, y lại bổ sung, Linh Thực người này, hành tung phiêu hốt, ai cũng không rõ động phủ của hắn ở tại vị trí nào, tại hạ suy nghĩ không ít biện pháp, vẫn mịt mù không có tin tức. Có viên thạch châu này mới có hy vọng tìm tới hắn. Nếu như đạo hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, bần đạo sẽ nhận viên thạch châu này. Tần Tang thu hồi thạch châu, cùng Vân Đình thành thành chủ tính toán giá trị thạch châu và độc vật, sau đó hắn lấy ra ba bình ngọc. Ba bình ngọc chứa tinh huyết yêu thú hóa thần kỳ, là thứ tinh thuần nhất. Chính là chiến lợi phẩm Tần Tang chém giết yêu hầu và hung thú, lưu giữ lại gần như đã tiêu hết. Nhưng đan được di vật từ hai vị yêu vương, thu hoạch khổng lồ đủ hắn tiêu xài một hồi. Ngoài ra, trong tay Tần Tang vẫn còn yêu thi luyện hư kỳ, nhưng không thích hợp giao dịch ở đây. Có thể được yêu vương nhìn chúng,
không có chỗ nào mà không phải là tinh hoa nhất toàn thân hung thú. Vân Đỉnh thành chủ chú ý như thế cũng là vì những vật này dụ hoặc quá lớn. Nhìn thấy bình ngọc, hai mắt Vân Đỉnh thành chủ tỏa sáng, cầm lấy một bình, mở ra cấm chế. Quả nhiên là tinh huyết tinh thuần nhất. Có tinh huyết này, bần đạo nắm chắc tăng lên hai thành. Mặt mũi Vân Đỉnh thành chủ tràn đầy say mê, thấy Tần Tang có ý cáo từ, vội vàng gọi lại: "Đạo trưởng chậm đã, tại hạ vẫn còn một chuyện thương lượng." "Chẳng biết có chuyện gì quan trọng, thành chủ mời nói." Vân Đỉnh thành chủ cấp tốc thu hồi ba bình tinh huyết, nghiêm mặt nói: "Tại hạ thật ra nhận ủy thác của người. Có một vị đạo hữu phát hiện một chỗ cổ cấm, bên trong khả năng có thượng cổ bí cảnh, nhưng cũng ẩn náu nguy hiểm, muốn tìm giúp đỡ cùng phá cấm. Nếu đạo trưởng muốn, tại hạ sẽ mời vị đạo hữu kia tới gặp mặt một phen." Tần Tang có thể xuất ra nhiều yêu cốt yêu huyết như vậy, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ, lại giống như tán tu độc lai độc vãng, vừa vặn thỏa mãn yêu cầu cố chủ. "Cổ cấm, có thể phán đoán là thời gian nào, tại vị trí nào không?" Trong lòng Tần Tang hơi động, thầm nghĩ sẽ không xảo như thế, có liên quan tới lôi đàn. Đại khái là hơn vạn năm, thời gian cụ thể khó mà kết luận. Hiện tại chỉ có thể nói cho đạo trưởng, tại phía đông Vân Đô Thiên, có lẽ là di tích tông môn nào đã biến mất. Vân Đỉnh thành chủ cẩn thận nói: "Xem ra không liên quan đến lôi đàn." Tần Tang phán đoán, phạm vi lôi đàn xa nhất ở biên giới phía tây Vân Đô Sơn, thời gian cũng không có khả năng gần như vậy. "Đạo trưởng có thể yêu cầu vị đạo hữu kia cùng ngươi đi một chuyến đến mộ Lạc Sơn, nhị vị đạo hữu cùng nhau đến thăm, chắc linh thực không dám cản rỡ." Vân Đình Thành lại nói. Tần Tang lại không có hứng thú lắm, đứng dậy chắp tay: "Đa tạ hảo ý đạo hữu, đáng tiếc công hạnh bần đạo chưa tới, không dám phân tâm." Rời Vân Đình Thành, Tần Tang một khắc không ngừng tiếp tục đi về phía tây. Một đường trôi chảy, Tần Tang xuyên qua hỏa vực, tiến vào mộ Lạc Sơn mạch. Tiến vào mộ Lạc Sơn, lập tức có một loại cảm giác hoàn toàn khác với Vân Đô Sơn. Vân Đô Sơn cho người cảm giác công chính bình thản, mà mộ Lạc Sơn cho dù ở vào giữa trưa, dưới liệt dương, vẫn có một loại cảm giác âm trầm không bỏ đi được. Chương 2906, Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tang phi hành trên không, bay về phía chỗ sâu trong mộ Lạc Sơn, đi không bao xa, thấy mấy trận đấu pháp, đều là liều mạng tranh đấu. Không phải ở chỗ nào cũng hỗn loạn như thế, Tần Tang nhìn thấy tu sĩ, yêu tu, hoặc nhiều hoặc ít đều có một luồng khí chất âm tàn. Một đường lao vùn vụt không dừng lại. Vèo, một đoàn mây trắng bay qua một ngọn núi, phía dưới bỗng nhiên bắn ra một đạo thanh hồng. Bên trong thanh hồng là một trường tiễn khắc đầy phù văn, đầu mũi tên lấp lóe lánh quang, vô cùng sắc bén. Mũi tên phá không, tốc độ kinh người, chớp mắt liền bắn tới đám mây trắng, muốn bắn xuyên qua. Nếu người bên trên đám mây trắng không đủ thực lực, trở tay không kịp, rất có thể sẽ bị một tiễn trọng thương hoặc bắn chết. Đây chính là mộ Lạc Sơn, lúc nào cũng sẽ gặp tập kích, không theo đạo lý, chỉ có thể cẩn thận. Mũi tên sắp bắn thủng mây trắng, lại đột nhiên ngừng lại, bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Dưới núi, bên ngoài sơn động, có một nam tử mặc áo bào đen, tu vi nguyên anh, tay cầm trường cung. Tiễn này do gã bắn ra. Nhìn thấy linh tiễn bị đơn giản giam cầm, nam tử biến sắc, biết mình chọc phải kẻ khó chơi, không chút do dự lao vào trong sơn động, mở ra cấm chế. Một khắc không ngừng, ý đồ muốn thông qua bố trí trong động phủ để thoát thân. Nhưng không ngờ, đại địa chấn động, một đại thủ từ trong hư không xuất hiện, đơn giản xuyên thủng ngọn núi, bắt lấy gã lôi ra. Nam tử hoảng sợ nhìn đạo sĩ trước mặt: "Người biết linh thực chân nhân không?" Đạo sĩ bình thản hỏi: Vãn bối chưa thấy qua linh thực chân nhân, tiền bối thứ tội. Tiền bối tha mạng." Nam tử liên tục xin tha. Đại thủ nhấn xuống dưới một cái, trực tiếp đánh nam tử vào lòng đất, triệt để không còn một tiếng động. Đạo sĩ chính là Tần Tang, hắn nhíu mày nhìn phía trước, nơi này cách chỗ đánh dấu trên Thạch Châu không xa, chẳng lẽ động phủ của linh thực không ở đây? Như thế, hắn chỉ có thể chờ đợi đối phương tìm tới cửa, hy vọng linh thực không rời bỏ động phủ.
Tần Tang tiếp tục bay về phía trước, liên tiếp bay qua mấy chục ngọn núi, rơi xuống một sơn cốc bằng phẳng, lấy viên thạch châu ra. Hắn cầm thạch châu đến đây, nhưng không cảm giác được thạch châu biến hóa, không cách nào tìm ra vị trí của đối phương. Tần Tang buông ra thần thức, lướt nhanh một lần, cũng không phát hiện chỗ dị thường, đành phải chọn một tảng đá, khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Xa xa, hồ nước nào đó, đáy hồ, phía dưới bùn cát là một tảng đá lớn màu đen, bên trong trống rỗng, tạo thành một động phủ. Bên trong động phủ, có mấy người đang tìm kiếm cái gì? Những người này ăn mặc quái dị, mặc trường bào màu đỏ thắm, từ đầu đến chân bị trường bào che kín, trên lưng khắc họa đồ án vặn vẹo, không rõ ý nghĩa. Đồ án sau lưng mỗi người mỗi khác, trong đó có hai người có đồ án phức tạp hơn, chứng tỏ địa vị cao hơn. Hai người có dáng vẻ tiêu hao chân nguyên quá độ, ngồi xếp bằng mặt đối mặt, vừa điều tức vừa trao đổi. Lão độc vật linh thực quả nhiên giảo hoạt, không nghĩ tới lão không bố trí trận nhãn trong động phủ. Đáng tiếc đồ nguyên đại nhân trí kế vô song, công phá động phủ, vậy mà còn không thể bắt lão. Một người cao gầy cảm khái nói, đồng bạn của gã là một tên mập, bụng lớn, áo bào đỏ chỗ cái bụng nhô lên, cười lạnh hắc hắc. Không thể bắt tại chỗ thôi, lão bị đồ nguyên đại nhân vây khốn, mọc cánh khó thoát, đầu hàng là vấn đề thời gian. Lão tổ điểm danh muốn người, coi như lão chạy tới chân trời góc biển thì thế nào? Lão độc vật còn dám cậy mạnh, một khi lão tổ đích thân xuất thủ, sợ không chỉ bắt đơn giản như vậy. Để lão tổ rời núi, mang ý nghĩa đồ nguyên đại nhân làm việc bất lực, chúng ta sẽ bị phạt theo, hy vọng ngày đó vĩnh viễn không tới. Tu sĩ cao gầy tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, dùng mình một cái. Lão độc vật, đào tẩu, không kịp tiêu hủy đồ trong động phủ, mong là bên trong có bí mật gì, trợ giúp được đồ nguyên đại nhân bắt giữ lão, chúng ta dễ báo cáo hơn. Đúng lúc này, u quang trong động phủ bạo tán, truyền ra tiếng răng rắc. Hai người đại hỉ, mở thêm được một tĩnh thất, không ngờ cấm chế còn kiên cố như thế, phá vỡ tĩnh thất này mất trọn vẹn nửa tháng. Thủ hạ nối đuôi nhau đi vào trong, chuyển đồ vật ra, có bảo vật, có tạp vật. Bọn họ cẩn thận xem xét từng cái một, sợ bỏ lỡ chi tiết gì, cho nên kiểm tra rất cẩn thận. Đột nhiên, tu sĩ mập lùn cảm giác được cái gì, liếc mắt nhìn thấy một chiếc kính đá. Bên dưới có một cái ghế đá để đỡ chiếc kính dựng thẳng lên, cao khoảng một trượng. Kính đá và ghế đá có chung chất liệu, mặt kính bị đánh mài bóng loáng, sáng đến có thể soi gương. Hừng, tu sĩ mập lùn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước kính đá đặt ở sảnh chính, bọn họ đã kiểm tra vô số lần, không nhìn ra kính này có gì đặc biệt. Lúc này, mặt kính đột nhiên xuất hiện điểm sáng yếu ớt, khi điểm sáng xuất hiện, đồng thời còn hiện ra thêm một chút đường cong. Bọn họ mưu đồ đã lâu, ẩn núp ở gần đây nhiều ngày, lập tức nhận ra, những đường cong này là bản đồ xung quanh. Đây là cái gì? Hai người nhìn nhau. Ánh mắt của tu sĩ cao gầy sáng lên. Kính này không phải bảo vật dùng để dò xét, nếu không chúng ta sớm đã bị lão độc vật phát hiện. Ý của ngươi là... Tu sĩ mập lùn suy nghĩ. Nếu điểm sáng biểu thị một người, khẳng định liên quan đến lão độc vật, có khả năng là người thân của lão, bắt người này lại, nói không chừng sẽ khiến cho lão độc vật vào khuôn khổ. Tu sĩ cao gầy quả quyết nói. Không nghe nói lão độc vật có thân nhân và đồ đệ. Tu sĩ mập lùn chần chừ nói. Gặp mặt chẳng phải sẽ biết sao. Các ngươi đi theo ta. Tu sĩ cao gầy gọi người, ly khai động phủ, bay về phía điểm sáng. Bất quá, bọn họ không hiện thân toàn bộ. Hai người ẩn náu khí tức, lặng lẽ tới gần, đứng ở xa quan sát, đồng thời lệnh cho hai thủ hạ tiến lên điều tra. Không ai biết, thời điểm bọn họ bay tới nơi này, đã bị Tần Tang phát giác. Tần Tang ngồi xếp bằng trên tảng đá, bất động thanh sắc. Phát giác những người này, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Những người này chẳng lẽ là thuộc hạ của linh thực? Vì sao cử chỉ quái dị như vậy? Khí tức cũng rất quỷ dị, không giống tu luyện độc công, đầy người thi khí, giống như một đám luyện thi. Vù, ngoài núi nổi lên âm phong, hai tên áo bào đỏ phá không bay tới, rơi xuống trước mặt Tần Tang. Bịch, bịch, thân thể của bọn họ nặng nề. Tần Tang đứng dậy.
Nhìn hai người này, trong ánh mắt Tần Tang hiện lên vẻ khác lạ, ký ức đã lâu bị khơi gợi lên, không khỏi nghĩ tới Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tang đoán ra lai lịch của đối phương. Dưới áo bào đỏ, bốn ánh mắt âm lãnh, không kiêng nể dò xét Tần Tang, một người trong đó quát lạnh, thanh âm khàn khàn, ngươi là người phương. Nào, mau xưng tên, có tín vật gì giao ra? Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2907, Bất Hóa Cốt. Áo bào đỏ, thi khí, Tần Tang đã sớm nghe thấy, đệ tử Lạc Hồn Uyên có loại hình tượng này. Chân truyền Lạc Hồn Uyên liên quan đến thi quỷ đạo, truyền ngôn Lạc Hồn Uyên sở dĩ có địa vị ngang với Vân Đô Thiên. Là vì có thi tu luyện hư kỳ tọa chấn, chính là tuyệt thế hung ma, hung uy hiển hách. Thi tu luyện hư kỳ, trên thế gian có một tôn hiệu đặc biệt, kêu là Bất Hóa Cốt. Trên thân những người này đều mang theo thi khí. Linh thực chẳng lẽ đã đầu nhập vào Lạc Hồn Uyên? Tần Tang thầm nghĩ có nên tiếp tục ẩn tàng hay không, hay sớm tiếp xúc Lạc Hồn Uyên? Nhưng thái độ hai người này lại không quá bình thường. Các ngươi là ai? Tần Tang hơi suy nghĩ, không trả lời, đứng trên tảng đá, ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi lại. Một người trong đó tiến lên một bước, ngữ khí hòa hoãn lại, chúng ta đi theo Linh Thực Đại Nhân không lâu. Linh Thực Đại Nhân cảm giác được có người đến đây, lệnh chúng ta đến kiểm tra thực hư thân phận người tới. Nói dối, nhất cử nhất động của bọn họ, há có thể giấu giếm được pháp nhãn Tần Tang. Sự tình khả năng không giống hắn dự đoán. Trong lòng Tần Tang lập tức hạ kết luận, nhưng cũng không phát tác, mở ra lòng bàn tay, ném thạch châu đến hai người. Vật này chính là tín vật linh thực tiền bối ban thưởng cho ta, các ngươi còn không mau mau dẫn ta đi gặp linh thực tiền bối. Ánh mắt hai người rơi vào trên thạch châu, liếc mắt nhìn nhau, chắp tay nói, đúng là vật thân truyền của linh thực đại nhân, đạo hữu mời theo chúng ta. Nói xong, cả hai quay người bay trở về. Phía sau lưng để bại lộ trước mặt Tần Tang, một bộ dạng không chút phòng vệ. Tần Tang bất động thần sắc, đi theo sau hai người. Nơi xa, hai tên thủ lĩnh lặng yên chú ý tình huống nơi này, thấy thế chậm rãi lui lại, đi về nơi bộ hạ ẩn núp, bày trận. Tu sĩ cao gầy ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bấm pháp quyết, trên thân hiển hiện u mang nhàn nhạt, lóe lên chui xuống đất. Nhất cử nhất động của bọn họ không có ba động gì. Cảnh sắc trên mặt đất vẫn như cũ. Tu sĩ mập lùn lắc đầu nói, ta xem người này, tu vi sẽ không quá cao, không khác Khánh sư đệ. Lai lịch người này không rõ, cẩn thận vẫn hơn. Gã cao gầy tiến lên trước một bước, đứng ở trận nhãn, thầm vận công pháp. Nhất định phải nhất cử kiến công, bắt sống người này, mang về để đồ nguyên đại nhân thẩm vấn. Nếu có thể lợi dụng người này bức lão độc vật đi vào khuôn khổ, người ta sẽ có công lớn. Nói không chừng có thể thu được tư cách tiến vào Quỷ Dương Động. Nếu có thể tiến vào Quỷ Dương Động, người ta có khả năng đột phá hóa thần kỳ. Hắc hắc. Gã mập lùn hưng phấn xoa xoa tay, rời một bước qua bên trái, chiếm đóng một trận nhãn khác. Chỉ chốc lát sau, chân trời truyền đến tiếng xé gió, hai người mang theo Tần Tang tới. Vừa rơi xuống đất, Tần Tang đứng vững bất động, cảnh giác hỏi. Các ngươi là ai? Linh thực tiền bối ở đâu? Gã cao gầy âm hiểm nở nụ cười. Thuộc hạ đã trốn vào lòng đất, lặng lẽ phân tán ra, đặt tỏa sơn phong xung quanh vào trong đại trận. Người này đã rơi vào trong trận, không cần lo lắng. Ta hỏi ngươi, ngươi có lai lịch gì? Có quan hệ gì với lão độc vật kia? Vì sao trong tay có tín vật của hắn? Gã cao gầy liên tục đặt câu hỏi, thanh sắc câu lệ, tràn ngập cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, tên mập lùn vung mạnh tay lên, trên mặt đất toát ra một cỗ hắc khí, chính là thi khí, mùi hôi thối xông vào mũi. Cuồn cuộn thi khí bao phủ lại vài tòa sơn phong xung quanh. Vù vù vù, âm phong từng cơn, tràn ngập cảm giác âm tà. Trong thi khí, bóng người đông đảo, phảng phất có vô số quỷ ảnh, tạo thành thi quỷ đại trận, vây Tần Tang vào trong. Tần Tang nhìn quanh một vòng, đề phòng nói, rốt cuộc các ngươi là ai, muốn làm gì?
Bần đạo mua được viên thạch châu này từ tay người khác, nói là có thể mời linh thực tiền bối rời núi giúp một lần, trước đó không liên quan đến hắn, các ngươi tìm nhầm người rồi. Có liên quan hay không, đi qua gặp Đồ Nguyên đại nhân là biết. Người mau thành thành thật thật theo chúng ta, hay là để chúng ta bắt đi. Gã mập lùn lắc tay áo một cái, dưới tay áo lập lòe hàn mang, mười ngón lại mọc ra móng tay màu bạc. Móng tay như đao, tu sĩ mập lùn tỉ mỉ rèn luyện nhiều năm, so với pháp bảo bình thường còn sắc bén hơn nhiều. Tu chính là thi quỷ đạo, nhưng lại không hoàn toàn giống thi vương đã gặp, hẳn là công pháp đặc hữu của Lạc Hồn Uyên. Đây là rất bình thường, thi quỷ đạo cũng là đại đạo. Lạc Hồn Uyên quả nhiên có chút môn đạo. Ánh mắt Tần Tang sáng lên, lạnh lùng mở miệng, không biết vị Đồ Nguyên đại nhân kia là ai. Người dám thề, nếu như bần đạo và linh thực không liên quan, là có thể để bần đạo rời đi, bần đạo sẽ đi theo các ngươi một chuyến. Hừ, Đồ Nguyên đại nhân có địa vị tôn cao, há lại để ý loại tiểu nhân vật như ngươi. Gã cao gầy khinh thường nói lên lời thề. Có thể không động thủ lừa gạt đối phương đi là tốt nhất, dù sao cuối cùng là giết hay để lại, cũng không phải bọn chúng có thể quyết định. Thì khí tiêu tán, đám người hiện hình, hiện lên thế vây quanh, vây Tần Tang vào giữa. Đạo trường mời đi, gã cao gầy đưa tay mời. Đám người bay lên giữa không trung, phóng như tên bắn về phương Bắc. Thấy Tần Tang một bộ dạng ung dung không vội, hai người cảm thấy kinh dị. Đạo sĩ kia đúng là có mấy phần can đảm. Lạc Hồn Uyên cũng là danh môn đại phái, bần đạo không thẹn với lương tâm, lại không oán không kiều với các ngươi, vì sao phải sợ? Tần Tang ngang nhiên nói, không ngờ là đạo sĩ cổ hủ, chắc là người bên ngoài mộ Lạc Sơn tới. Hai người trao đổi một ánh mắt, âm thầm cười lạnh. Đám người một mực lao vùn vụt về phương Bắc, chẳng biết bay qua bao nhiêu sông núi. Xa xa nhìn thấy một hồ nước to lớn rộng mấy trăm dặm. Tần Tang có thể tùy ý thả ra thần thức xem xét, tu sĩ Lạc Hồn Uyên hoàn toàn không phát hiện được. À, đáy hồ có một tòa động phủ, linh trận bảo hộ phủ đã bị công phá, lại không biết linh thực và Lạc Hồn Uyên có ân oán gì. Lần này cứu được linh thực là hắn có thể làm việc cho ta. Tần Tang thầm nghĩ, thấy những tu sĩ Lạc Hồn Uyên không ngừng, tiếp tục mang theo hắn bay về phía trước. Thoáng qua đã phóng túng hơn không ít. Vạn nhất phụ cận có cường giả cấp bậc bất hóa cốt, thực sự khó mà cậy mạnh. Ngay sau đó, Tần Tang lại phát giác được không đúng. Nơi này có một đại trận quy mô hùng vĩ, mà linh trận bảo hộ phủ trong hồ chỉ là một bộ phận của cả tòa đại trận. Rất nhanh, bọn hắn lại đi qua ba tòa linh trận tương tự, vốn tương liên cùng khí cơ linh trận bảo hộ phủ, chung nhau tạo thành đại trận. Ngày nay đã tàn phá không chịu nổi, bị người cưỡng ép phá đi. Tần Tang quan sát mặt đất, nhìn thấy giữa sông núi tàn mát nổi lơ lửng từng đoàn sương mù đủ mọi màu sắc. Những mảnh vỡ này chính là linh trận sau khi vỡ vụn, là độc chướng. Lấy độc bày trận, nếu như linh thực một mình hoàn thành, người này trên độc đạo tạo nghệ quả thực không thấp. Đúng lúc này, Tần Tang cảm giác được phía trước độc chướng liên miên. Có nghĩa cả tòa đại trận vẫn chưa bị hoàn toàn công phá, linh thực khẳng định giấu ở trong đại trận. Tại biên giới độc chướng, từng tu sĩ Lạc Hồn Uyên tấn công mạnh đại trận. Trên một ngọn núi, có mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đang công kích đại trận. Trong đó có một đạo tiếp cận hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, rất có thể là vị Đồ Nguyên đại nhân kia, là đầu lĩnh lần hành động này. Chương 2908, thực chướng bát trận. Coi như tại Lạc Hồn Uyên, cao thủ bực này cũng không quá nhiều. Bọn họ tấn công mạnh, đánh cho một tòa linh trận lung lay sắp đổ. Tám tòa linh trận độc lập, khí cơ tương liên, hỗ trợ lẫn nhau, tùy ý biến hóa, bố cục xảo diệu. Đáng tiếc, tòa linh trận thứ năm sắp bị công phá, tám trận bị phá hơn phân nửa. Một cường giả đỉnh cao, thì vương cấp Nguyên Anh rất nhiều, công phá đại trận chỉ là vấn đề thời gian. Linh thực thắng ở độc công quỷ dị, tu vi lại không bằng Đồ Nguyên. Bị đám người này để mắt tới, coi như bỏ qua đại trận, cũng không thể chạy thoát. Đối phó đối phương, Lạc Hồn Uyên căn bản không cần xuất động bất hóa cốt. Tần Tang thấy rõ thế cục, làm ra phán đoán, thân thể lung lay nhẹ, không ai phát hiện.
một đám tu sĩ lạc hồn uyên không biết, dẫn theo Tần Tang đi thẳng tới một ngọn núi. Đổ Nguyên đang dẫn người tấn công đại trận trên núi, ầm ầm ầm. Ngọn núi chấn động mãnh liệt, hầu như sắp bị đánh sụp. Đổ Nguyên cao 9 thước, mặc áo bào đỏ, viền áo nhiều hơn một đường kim tuyến. Khuôn mặt của gã không bị áo bào đỏ che kín, bất quá đeo một cái mặt nạ quỷ, trong hốc mắt mặt nạ sâu không thấy đáy, âm trầm kinh khủng. Ào, ào, ào. Đỉnh núi vang lên âm thanh sóng lớn, chính là độc chướng khuấy động tạo thành. Tiếng sóng điếc tai nhức óc, giống như biển độc. Độc chướng trôi nổi không ngừng, nhìn như nhẹ nhàng, lại một mực ngăn đám người lại. Vù, Đồ Nguyên công kích, vung mạnh một trường. Bàn tay của gã trong suốt như ngọc, không có chút cảm giác âm tà nào, vỗ vào hư không, trường phong lập tức đánh tan độc chướng, trống rỗng một cái chỗ lớn. Nhưng không đợi đám người xông vào, bên trong tuôn ra độc chướng càng dày đặc hơn, ngăn trở đám người. Đổ Nguyên giống to một tiếng, song trường trùng điệp, lòng bàn tay hiển hiện phù văn huyết sắc, một thanh huyết đao từ trong phù văn bắn ra. Huyết đao dài trăm trượng, phảng phất như ngưng tụ ra từ máu tươi, đỏ tươi ướt át, nhắm ngay độc chướng, hung hăng chém xuống. Chỉ thấy một đạo huyết quang từ nam hạ xuống bắc, độc chướng bị chém ra một khe rãnh thật dài, ầm ầm. Bên trong độc chướng nổ vang như tiếng sấm, độc chướng trở nên mỏng manh rất nhiều, cảnh tượng phía trước hiện ra. Một ngọn núi bị một đao chém thành hai khúc, sơn nứt, trận phá. Đám người Đổ Nguyên vội xông vào, nhưng rất nhanh lại bị độc chướng cản đường. Hử! Đổ Nguyên cực kỳ không kiên nhẫn. Gã vốn cho rằng lần hành động này vạn vô nhất thất, không ngờ linh thực xảo trá, nhất thời không quan sát, để đối phương chạy ra ngoài. Nếu còn không thể phá trận, cầm xuống người này, chỉ sợ sẽ bị những tên kia chế giễu. Thực chướng bát trận của ngươi sắp bị phá, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Sư tôn bắt ngươi, không phải muốn giết ngươi, mà là muốn ngươi hiệu chung với Lạc Hồn Uyên. Ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, nếu không để lão phụ bắt được ngươi, nhất định sẽ cho ngươi chịu nhiều đau khổ, mới giao cho sư tôn xử trí. Đổ Nguyên hét lớn. Sau một lát, bên trong truyền ra tiếng hừ, ngươi thử xem, bắt được linh mỗ hay không? Hiệu lực cho đám người không ra người quỷ không ra quỷ các ngươi, giống như tên sư đệ ngu xuẩn của ta sao? Để các ngươi gieo xuống thi hồn đan, bị tra tấn mà chết. Đổ Nguyên chỉ trệ, ngươi sớm đã đoạn tuyệt với sư đệ, chẳng lẽ còn muốn báo thù cho sư đệ của ngươi? Huống hồ sư đệ của ngươi tự nguyện dùng thi hồn đan, về sau ngỗ nghịch sư tôn, mới bị xử quyết. Ngươi chỉ cần tận tâm làm việc, sư tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Linh mỗ không quen giao tính mệnh cho người khác, muốn ta thúc thủ chịu trói cũng được. Ngươi kêu lão cương thi kia đích thân chạy tới. Chẳng lẽ lão chui ra quan tài không nổi sau? Ha ha ha. Trong độc chướng truyền ra tiếng cười the thé, khiến cho Đồ Nguyên nổi trận lôi đình. Đúng lúc này, thuộc hạ của gã dẫn theo Tần Tang đã tới nơi này. Tham kiến Đồ Nguyên đại nhân. Hai người rơi xuống trước mặt Đồ Nguyên, quỳ một chân xuống. Không phải kêu các ngươi vơ vét động phủ của linh thực sao? Phát hiện bí mật gì? Đổ Nguyên quét mắt tới. Lăng lệ như đao, trong lòng hai người không khỏi siết chặt. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta bắt được một người. Tu sĩ cao gầy vội vàng nói rõ, đồng thời sai người dẫn Tần Tang tới. Không ngờ, sau khi Đổ Nguyên nghe xong, lại giận tím mặt. Ngu xuẩn, ngay cả châu cứu mạng cũng không biết, bắt người này có ích gì. Đổ Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra Thạch Châu. Châu cứu mạng là tên mà một số người gọi Thạch Châu. Nghe nói người cầm Thạch Châu, cầu tới cửa, linh thực sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì. So với ma mấy đầu mộ lạc sơn khác, thanh danh của linh thực rất tốt, chí ít nói là làm, cho nên Thạch Châu mới được xưng là châu cứu mạng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Linh thực tuyệt không phải người lương thiện, người cầm Thạch Châu cùng lão vô thân vô cố, há lại để ý đối phương sống chết. Hai người vốn nghĩ tranh công, không khỏi run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ. Đổ Nguyên chẳng muốn kiểm tra, bóp chặt lấy Thạch Châu, chờ bàn tay vỗ tới Tần Tang, đánh hắn cho hả giận. Ầm! Tần Tang không có lực phản kháng chút nào, bị đánh một chưởng, thân thể chia năm xẻ bảy, còn chưa cút xuống.
Đỗ Nguyên giận dữ mắng mỏ, đang muốn tiếp tục phá trận, chợt cảm thấy khác thường, đột nhiên nhìn về phía thi thể của Tần Tang. Huyết nhục phân liệt, lại không văng khắp nơi, mà hòa tan như tuyết, sau đó biến mất. Trong nháy mắt, tìm không thấy vết tích gì. Trong độc chướng, Tần Tang đã man thiên quá hải, tiến vào. Ngoài kia chỉ là hóa thân của hắn mà thôi. Thời điểm hóa thân vỡ tan, Tần Tang liếc mắt nhìn bên ngoài, thần sắc tĩnh như nước, tiếp tục đánh giá linh trận trước mặt. Nơi này xem như trận thứ 7 trận của thực chướng bát trận. Tu sĩ Lạc Hồn Uyên tạm dừng phá trận, độc chướng thoáng ổn định lại, chậm rãi chảy xuôi như nước, hình thành một dải xương màu sắc lộng lẫy. Độc chướng dày đặc, không chút sơ hở, nhưng trong mắt Thiên Mục Điệp cũng không phải như thế. Tần Tang tới đây, thân ảnh chỉ dừng lại chút, sau đó tiến lên trước một bước, đi vào độc chướng. Đám người Đỗ Nguyên bị ngăn cản, nhưng Tần Tang lại không bị cản trở, như đi vào chốn không người, khi hắn tiến vào độc chướng thì đứng yên tại chỗ. Sương mù chậm rãi trôi qua cạnh hắn, vẫn bình tĩnh như cũ, phảng phất Tần Tang không tồn tại. Ai? Chỗ sâu trong độc chướng truyền ra tiếng quát kinh nghi bất định. Tần Tang không cố ý che giấu, đám người Đỗ Nguyên không phát hiện hắn, nhưng khi hắn tiến vào linh trận, sẽ bị chủ nhân của linh trận cảm giác được. Đột nhiên lại xuất hiện một người xông vào trận, mà lại không cần tốn nhiều sức, đến lúc này mới phát hiện, linh thực khiếp sợ không thôi. Tần Tang đứng vững, chắp tay cười nhạt nói, thực chướng bát trận của đạo hữu, thật không đơn giản, đáng tiếc chỉ còn 3 trận, mất rất nhiều biến hóa. Bần đạo muốn vào, đạo hữu ngăn không được, ngươi là ai? Linh thực ngồi xếp bằng trong trận, trên đỉnh một ngọn núi, bỗng nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ kinh sợ. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà. Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 2909, Thiên Thanh Sa. Tần Tang đầu tiên là không nói, lại lần nữa phóng về phía trước một bước. Lần này, linh thực đã phòng bị, lập tức phản kích, pháp bảo đột nhiên rung động. Mặt ngoài pháp bảo hiện hiện lít nha lít nhít đường cong quỷ dị, giống như từng đầu rắn rết vặn vẹo, bò ở trên người gã. Vèo vèo, những rắn rết này tản ra quang mang màu sắc khác nhau, lại thoát ly pháp bảo, biến thành một cỗ khí tức. Phóng tới đỉnh đầu linh thực, ở trong hư không ngưng tụ thành một khối không khí quái dị đủ mọi màu sắc. Vù vù vù, khối không khí không yên, phát ra tiếng rít như cuồng phong. Trong lúc vặn vẹo, lại diễn biến ra một hình người, nhưng tứ chi quá mức thon dài, rất không cân đối. Bóng người mở ra tứ chi, nhào về phía độc chướng. Một màn này, tựa như linh hồn linh thực xuất khiếu, chỉ có điều bóng người này là chấm tròn ngũ thải, trên mặt không có ngũ quan. Phốc, bóng người nhào vào trong độc chướng, lập tức hòa tan vào. Cùng lúc đó, Tần Tang nghe được tiếng xé gió nhỏ bé, vang lên xung quanh hắn, ở khắp mọi nơi, vèo, vèo, vèo. Độc chướng kịch liệt rung chuyển, bỗng nhiên xuất hiện vô số đầu rắn rết, lớn có thể so với mãng xà, nhỏ thì như giòi bọ, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Tần Tang phảng phất rơi vào trong một mảnh biển trùng, tràng cảnh xung quanh làm người tê cả da đầu. Thấy những rắn rết quỷ dị này sắp nhiễm vào thân, thần sắc hắn không biến hóa gì, thân ảnh bỗng nhiên cực tốc vặn vẹo mấy cái. Phốc, 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 rắn rết nhào tới, lại chỉ nhào tới từng tàn ảnh. Trong lít nha lít nhít biển trùng, gần như không có khả năng tìm ra khe hở, Tần Tang lại thấy được, trong nháy mắt phá đi tầng độc chướng thứ hai. Khi hắn dừng lại, trên thân vẫn nhẹ nhàng khoan khoái, không có nửa điểm vết tích rắn rết dính vào. Giờ khắc này, biển trùng đột nhiên ngưng kết, cũng không phải là Tần Tang xuất thủ phá vỡ, mà là chính linh thực từ bỏ. Gã toàn lực thao túng thực chướng bát trận, cũng ngăn không được bước chân đối phương phá trận, linh thực hiểu rõ, đối phương không có nửa điểm khuếch đại, tiếp tục phản kháng, không có ý nghĩa. Đỗ Nguyên và cao thủ Lạc Hồn Uyên, đủ để cho gã bề đầu sứt chán. Linh thực trơ mắt nhìn Đỗ Nguyên phá trận, chậm chạp không trốn chạy, chính là không nắm chắc khi lao ra, một mực chờ đợi thời cơ. Hiện tại lại tới một vị cao thủ thần bí,
Linh Thực biết bản thân hôm nay giữ nhiều lành ít. Vù, biển trùng như thủy triều thối lui. Ngươi không phải người Lạc Hồn Uyên. Linh Thực cố tự chấn định, trầm giọng nói. Trên dưới Lạc Hồn Uyên, ngoại trừ vị lão tổ tu thành bất hóa cốt kia, những người khác phá giải thực chướng bát trận của gã không nhẹ nhàng như vậy. Nếu lão tổ Lạc Hồn Uyên đích thân đến, xuất thủ sẽ không khách khí như vậy. Người này hoặc là phi thường tinh thông trận cấm, hoặc là cũng có tu vi có thể so với lão tổ Lạc Hồn Uyên kia. Cường giả luyện hư, làm sao? Có thể, Linh Thực bị ý nghĩ của mình làm giật nảy mình. Tần Tang cuối cùng mở miệng, bần đạo Thanh Phong, lại không liên quan đến Lạc Hồn Uyên. Thanh Phong. Linh Thực tìm kiếm trong trí nhớ hai chữ này, không có kết quả. Đạo trưởng không phải giúp đỡ Lạc Hồn Uyên, đó chính là tới tìm Linh Mỗ. Không sai, bần đạo muốn mời đạo hữu rời núi giúp ta làm một chuyện. Đạo hữu nếu như đáp ứng, bần đạo sẽ trợ đạo hữu vượt qua kiếp nạn này, thoát ly ma trưởng. Tần Tang mặc dù không xuất thủ, nhưng biết rõ động tĩnh bọn Đồ Nguyên như lòng bàn tay. Khi bọn họ phát hiện bị Đồ Nguyên đánh nát chính là một bộ hóa thân, lập tức cảnh giác lên. Đồ Nguyên hạ lệnh tạm hoãn công kích đại trận, lục soát Tần Tang khắp nơi. Linh Thực cũng không ngờ cục diện xuất hiện loại chuyển cơ này. Gã không khỏi nghĩ đến suy đoán mới vừa rồi, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Vân Đô Thiên chẳng lẽ muốn thanh lý thi ma Lạc Hồn Uyên? Ngoại trừ Vân Đô Thiên, ai dám đối nghịch với Lạc Hồn Uyên? Nếu không vị Thanh Phong đạo trưởng này và gã vô thân vô cố, vì sao bốc lên phong hiểm với Lạc Hồn Uyên, cứu gã ra ngoài? Đạo hữu nghĩ đi đâu vậy? Tần Tang bật cười, bần đạo tìm ngươi là chuyện của mình, không phải nhằm vào Lạc Hồn Uyên, nhưng ta cũng không sợ bọn họ. Linh Thực cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ trong lời Tần Tang, không thích trái lại còn lo, cười lạnh nói, ngươi muốn ta làm gì? Lạc Hồn Uyên cũng luôn miệng bảo Linh Mỗ làm việc cho chúng, ta làm sao biết không phải thoát ly miệng hổ lại vào ổ sói. Chỉ cần đạo hữu luyện chế một chút liệt độc cho bần đạo, tương đương với hồi báo ân cứu mạng của ta, chờ luyện thành đủ số lượng, đạo hữu có thể tự rời đi. Trước đó, bần đạo cũng sẽ không dùng loại như thi hồn đan khống chế đạo hữu. Luyện chế liệt độc, nghiên cứu độc đạo cũng hữu ích với đạo hữu, cớ sao không làm? Tần Tang không che giấu ý đồ bản thân muốn thi ân cầu báo. Chẳng biết tại sao, nghe được những lời này, Linh Thực ngược lại buông lòng một chút. Trước khi hoàn thành yêu cầu của đạo trưởng, Linh Mỗ có phải vẫn bị hạn chế? Đạo hữu để tay lên ngực tự hỏi, người không trả bất cứ giá nào, bần đạo vì sao phải phong hiểm đắc tội Lạc Hồn Uyên cứu người? Bần đạo mặc dù không sợ Lạc Hồn Uyên, nhưng không cần phải rước lấy phiền phức. Đạo hữu về sau tu hành tại đạo tràng bần đạo, chỉ cần ở tại phụ cận đạo tràng, bần đạo không can thiệp bất cứ gì. Ta cho ngươi năm hơi suy nghĩ. Tần Tang đợi ba hơi, liền nghe Linh Thực trả lời, Đồ Nguyên thì làm sao bây giờ? Bần đạo có thể trước khi bọn Lạc Hồn Uyên phát giác mang ngươi rời đi, cũng có thể áp chế bọn tu sĩ Lạc Hồn Uyên này, giao cho ngươi xử trí. Tần Tang còn chưa dứt lời, chỉ thấy phía trước độc chướng tách ra làm đôi, nối thẳng một ngọn núi. Trên đỉnh núi, đứng đấy một gã nam tử, đang nhìn nơi này. Sắc mặt nam tử dị thường tái nhợt, trong khoảng thời gian này tâm lực, lao lực quá độ, khó nén vẻ mệt mỏi, bất quá phong độ tu sĩ hóa thần vẫn còn. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Tang mỉm cười, lách mình rơi xuống cạnh Linh Thực, đạo hữu cũng là người quyết đoán. Hai quyền thì chọn loại nhẹ hơn thôi. Linh Thực tự diễu, chợt thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói, ta chọn loại thứ hai, mời đạo trưởng giúp ta. Gã giống như sợ Tần Tang không dám đối nghịch Lạc Hồn Uyên, vội vàng nói bổ sung. Luyện chế liệt độc, chỉ dựa vào thần thông công pháp tại hạ sẽ không đủ. Luyện độc như luyện dược, cũng cần vật liệu chân quý phối hợp, dùng độc công điều hòa dược tính, nếu không chỉ có thể luyện chế ra độc bình thường. Đạo trưởng thực lực thâm bất khả chắc, chắc hẳn yêu cầu cũng cực cao. Truyền thừa sư môn tại hạ có một đầu khoáng mạch thiên thanh xa, nó chính là một trong linh vật cực phù hợp truyền thừa bản môn, sư tôn truyền cho sư đệ, nhưng bị Lạc Hồn Uyên chiếm đi. Đầu khoáng mạch kia đặc biệt, mở ra một chỗ không gian sâu trong lòng đất, ở chỗ này tu luyện công pháp bản môn, rất có ích lợi. Đối với một ít tà công của Lạc Hồn Uyên,
cũng có chỗ tốt không nhỏ. Đây là kỳ diệu của thiên địa tạo hóa, bảo địa phong thủy trời sinh, nếu bị phá hư, muốn tái tạo, khó như lên trời. Mà bản môn và lạc hồn uyên đều không lấy thiên thanh xa ra ánh sáng, chỉ có lúc cần, mới lấy dùng một phần. Chỉ cần có thiên thanh xa, tại hạ có lòng tin luyện chế ra độc dược thế gian hiếm thấy. Linh thực thao thao bất tuyệt, thấy Tần Tăng nhìn gã không nói một lời, ánh mắt phảng phất hai thanh lợi kiếm, đơn giản xem thấu tất cả tâm tư của gã, không khỏi nghiêm nghị, vô thức ngậm miệng lại. Chương 2910, lấy khoáng. Đổ Nguyên nói, sư huynh để các ngươi đoạn tuyệt nhau, chắc là có ẩn tình khác à. Bất quá không quan hệ, bần đạo mặc kệ ngươi có mưu đồ gì, chỉ cần ngươi hoàn thành yêu cầu của ta. Đổ Nguyên và Linh Thực đối thoại, Tần Tang cũng nghe được. Hắn không quan tâm Linh Thực có tiểu tâm tư gì, điều kiện tiên quyết là Linh Thực phải chăm chú làm việc. Thần sắc của Linh Thực không thay đổi, ngữ khí càng thêm kính cẩn. Năm đó, lão tổ Lạc Hồn Uyên đích thân bày ra đại trận, phong ấn khoáng mạch thiên thanh xa. Toàn bộ Lạc Hồn Uyên, rất ít người có tư cách tiến vào bên trong tu hành, Đồ Nguyên là một trong số đó. Tu vi và địa vị của gã cao, khẳng định có chìa khóa, tùy ý ra vào khoáng mạch. Trong mắt Linh Thực hiện lên lệ quang, gã muốn Tần Tang xuất thủ, cướp đoạt chìa khóa, chui vào khoáng mạch, đào thiên thanh xa. Cử động lần này không thể dao động căn cơ của Lạc Hồn Uyên, cũng chút được cơn giận, vật quy nguyên chủ. Nghĩ tới đây, Linh Thực vội vàng nói, mà lại Đồ Nguyên có hồn bài ở Lạc Hồn Uyên, tạm thời không thể giết gã, sau khi đào rỗng khoáng mạch, lại quyết dịch mạng nhỏ của gã. Tần Tang khẽ vuốt cằm, bần đạo sớm đã nói, ta tới vì ngươi, những người kia, ta sẽ xử trí cho ngươi. Nói xong, Tần Tang nâng tay lên, nhẹ nắm. Xoạt, thiên địa nguyên khí hình thành linh triều cỡ nhỏ, điên cuồng tụ lại lòng bàn tay của Tần Tang, áp xúc tạo thành một quang cầu. Quả nhiên là đại năng luyện hư. Linh Thực chấn kinh, con người thít chặt, chuyên tâm khống chế thực chướng bát trận phối hợp. Bên ngoài linh trận, đám người Đồ Nguyên cấp tốc lục soát xung quanh, không có thu hoạch. Người kia tựa như tan biến, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đồ Nguyên nhíu chặt mày, ngay cả mấy vị sư huynh cũng không thể biến mất trước mắt gã, trừ phi đạo sĩ kia đã man thiên quá hải từ trước, chạy thoát rồi. Bởi vậy để lộ tin tức ra ngoài, cũng là phiền toái không nhỏ. Ánh mắt của Đồ Nguyên lộ ra hàn quang, gọi thuộc hạ tinh thông thuật truy tung tới. Tách ra lục soát, gặp được đạo sĩ, giết không tha. Vừa dứt lời, bên trong độc chướng đột nhiên vang lên tiếng nổ. Một tiếng này, có thể so với thiên lôi, tu sĩ Lạc Hồn Uyên chấn động tinh thần, đều nhìn về phía độc chướng. Chỉ thấy độc chướng bắt đầu chấn động mãnh liệt, một luồng sương mù to lớn bừng lên như con sóng, phía sau sóng lớn, tựa hồ có ba động cực kỳ khủng bố. Đồ Nguyên từ đó cảm nhận được nguy cơ sinh tử, kêu to, không tốt. Không đợi gã hạ lệnh, sóng sương mù đã xông ra linh trận, bao phủ tới. Một đám tu sĩ Lạc Hồn Uyên tạo thành đại trận, vốn dùng để đề phòng Linh Thực chạy trốn, đối mặt loại sóng sương mù này, vậy mà không có lực chống đỡ. Ầm ầm, thi trận bị sóng sương mù đập tan, rất nhiều tu sĩ bay tứ tung, hung hăng rơi xuống đất. Phần lớn tu sĩ Lạc Hồn Uyên là thi tu, nhục thân cường đại, nhưng thi khí hộ thể bị công phá, độc chướng thừa lúc vắng mà vào. Thực chướng bát trận được Linh Thực bố trí tỉ mỉ, nhiều năm qua không biết dung nhập bao nhiêu độc vật, độc chướng nhập thể, tu vi hơi yếu bị mất mạng tại chỗ. Ngay cả Đồ Nguyên cũng ngăn không được cỗ trùng kích này, vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã vào sơn cốc. Trong cốc truyền ra tiếng giống to như cú. Đồ Nguyên không bị lửa giận đánh tan lý trí, ý thức được sự khác thường. Lúc ngã xuống đất, trên thân lóe lên u quang, muốn độn địa chạy trốn. Nhưng không ngờ, mặt đất lại cứng như sắt, ầm. Đồ Nguyên bị chấn bay lên, quá sợ hãi, muốn chạy ra ngoài cốc, nhưng bầu trời như sụp xuống, đè lên người gã, không thể nhúc nhích mảy may. Trước mặt gã lóe ra một bóng người. Linh Thực nhìn cừu ra bức mình đến tuyệt cảnh, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt có một tia khoái ý. Đồ Nguyên lão quỷ, người có nghĩ đến ngày này không?
đạo trưởng, chính là chỗ này. Cứu linh thực ra, hai người không ngừng không nghỉ chạy tới khoáng mạch. Khoáng mạch ở phía tây nam, gần đến biên giới mộ Lạc Sơn. Vượt qua nơi này, có thể nhìn thấy hoang nguyên to lớn, Lạc Hồn Uyên ở bên trong hoang nguyên, chính là bá chủ duy nhất trong hoang nguyên. Dù cho ma đầu ngông cuồng nhất mộ Lạc Sơn, cũng không dám tùy tiện tiến vào hoang nguyên. Linh thực mang theo đồ nguyên bị giam cầm, chỉ hướng một ngọn núi trong. Dãy núi phía trước, bên trong dãy núi to lớn, ngọn núi kia rất bình thường. Ánh mắt của Tần Tang lấp lóe ánh sáng, nhìn ra linh trận che đậy ngọn núi. Trận này xuất từ cao nhân, nếu muốn phá giải, cần tốn nhiều sức lực, khẳng định sẽ bị chủ nhân linh trận phát giác. Tinh tế cảm ứng một phen, Tần Tang nhìn sang linh thực, nhẹ gật đầu. Linh thực lấy ngọc bài màu đỏ ở bên hông đổ nguyên, bay lên trước, dùng khí tức thi triển mấy đạo pháp quyết, đánh ngọc bài vào linh trận. Vù, vù, đỉnh núi xuất hiện huyết quang, tựa như móc ra một cái hang lớn màu đỏ ngòm từ trong hư không. Linh thực lách mình đi tới huyết động, tham kiến đổ nguyên đại nhân. Bên trong bay ra hai tu sĩ Lạc Hồn Uyên, đang muốn khom mình hành lễ, chợt thấy không đúng. Các ngươi là ai? Bọn họ phản ứng không chậm, muốn phong bế đại trận, đưa tin cầu viện, nhưng không nhanh bằng Tần Tang và linh thực. Ầm, ầm, hai người bị đánh bay, hung hăng nện lên vách núi, kinh động tất cả mọi người trong núi. Tần Tang và linh thực lần lượt hiện thân trên đỉnh núi. Nơi này không có tu sĩ hóa thần, Tần Tang nói. Lúc trước nghe đồn, có đại ma đầu vô cớ mất tích. Bất quá mộ Lạc Sơn rất loạn, có người mất tích cũng bình thường, không ai để ý. Hiện tại xem ra, phía sau có cái bóng của Lạc Hồn Uyên, không biết lão cương thi muốn làm gì. Linh thực trầm giọng nói, để ta giải quyết đám thi ma này. Tần Tang thầm nghĩ, trước đó cũng không phát hiện Vân Đô Sơn dị thường, chẳng biết Vân Đô Thiên có phát giác hay không. Lạc Hồn Uyên có hành động gì, đoán chừng cũng là nhằm vào Vân Đô Thiên, không liên quan đến hắn. Hắn khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, phóng tỏa thần thức, xuyên qua ngọn núi, thẳng tới lòng núi. Quả nhiên đặc biệt, Tần Tang tấm tắc cảm thấy kỳ lạ. Trong cảm nhận của hắn, lòng núi xác thực có khí cơ đặc thù. Có thể xác định là khoáng mạch Thiên Thanh Sa, nhưng khí cơ toàn bộ khoáng mạch lại khác khí cơ của một khối Thiên Thanh Sa. Khoáng mạch trải dài như một con thanh long, bị phong ấn trong ngọn núi. Tần Tang trầm ngâm một lát, không có phá hủy ngọn núi, chỉ lấy khoáng mạch, nếu không sẽ để lộ tu sĩ luyện hư ra tay. Chân nguyên rót vào ngọn núi, chia cắt khoáng mạch, tốc độ không chậm. Dần dần, cỗ khí cơ đặc biệt kia biến mất, một chỗ bảo địa thật tốt, cứ như vậy bị hủy. Linh thực thầm nói đáng tiếc, nhưng nhìn thấy từng khối Thiên Thanh Sa bị khai thác, không để tâm nữa. Răng rắc, ầm, ầm, ầm. Bên trong ngọn núi không ngừng nổ vang. Vèo, 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 từng khối khoáng mạch màu xanh bắn ra, bị linh thực thu lấy. Lấy hết Thiên Thanh Sa, Tần Tang xóa vết tích, làm thêm một ít ngụy trang, sau đó mang theo linh thực rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 291 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.